VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Hey. Giờ trôi theo vết mưa đốt sạch hết tháng ngày đã có nhau giờ đã chết. Don't wanna be like that, nhìn về phía trước mà bay bao yêu thương không thấy sao cứ mãi tìm mây với sông nhưng phút lững lờ con tim thẫn thờ sao anh nỡ yêu ai yêu hết con tim đừng vì lý trí mà tìm một hạt nắng mãi tới bên anh. Tháng năm đâu mà sao anh cứ mơ lưng lơ cùng với lòng mình, lưng lơ làm cháy lòng mình, lưng lơ cùng với phút giây thiết tha chúng ta giờ đã chết. Lưng lơ rồi đứng một mình, lưng lơ chẳng biết dành tình yêu kia cho ai. Và rồi anh cứ mong chờ một ai đó ân cần tới đến. Lệnh ngơi rồi đứng một mình. Ai vậy ta là quắc vậy? Tìm một hạt nắng mới tới bên anh. Tháng năm đâu chờ mà sao anh cứ mơ
mình lỡ cùng với lòng mình, mình lỡ làm cháy lòng mình, mình lỡ cùng với phút giây chúng ta biết tha rồi đã chết, lặng lẽ rồi đứng một mình. Cho Nhật Thủy rồi. Đã thanh muối ở trong đầu luôn. Nào, xin mời ưu tiên đầu tiên về nhân vật Suối Thủy Tinh này ạ. Chứ nãy là trong cam hậu trường tôi thấy những gương mặt há hốc mồm, ngơ ngác, bật ngửa khi không biết Suối là ai. Thu bài, xin mời bạn nhà. Ghi tiên ghi một kết quả thôi nha. Ghi một kết quả thôi nha. Em ghi có mỗi một cái thôi. Thật ra em muốn, em định xin ghi mấy cái nhưng em cũng chẳng nghĩ. Ghi mấy cái cũng được nhưng mà lấy cái đầu tiên. Lưu ý không quay cớp. Chúng tôi chỉ ghi nhận kết quả đầu tiên thôi nha. Kết quả đầu tiên thôi. Một cái thôi nha. Đây nè. Đây là một đáp án mà tổ tiên mách bảo cho em nên cho em cũng không. Nhật Thủy nữa nè. Khổ quá. Đây đi thẳng đi này cứ đi vẹo. Đây giữa đường rồi đi thôi. Mất hết ghi nhận rồi biết không? Giận luôn. Cảm ơn. Đi. Hết pin hết pin. Rồi, cảm ơn quản gia nha. Và bây giờ đến màn gọi là hỏi đáp cũng như là những đánh giá đầu tiên về trình diễn của Suối Thủy Tinh. Trước tiên là phải khen Suối hát hay quá nè. Rất hay. Hát rất là biến hóa. Những cái đoạn gần giọng nghe rất là đã luôn, rất là phê. Cái thứ hai nữa là mình thấy là Suối là cái người rất là chắc nhịp. Quan trọng là cái màu giọng của Suối rất là hay, cá tính. Và con gái mà có cái màu giọng như vậy thì ở Việt Nam cũng không có mấy người thật sự. Nhưng dĩ nhiên nói cho giữ gì thôi chứ cũng chưa biết chính xác. Mà tôi phỏng đoán mài mại thôi. Tại vì cái người này nếu mà tôi đoán đúng thì tôi không nghĩ là cái người này hiện đại mà trẻ trung dữ vậy. Nhưng mà cái màu giọng là màu giọng của người này đó. Là ai vậy? Anh nghĩ ai ạ? Tôi nghĩ đến một người mà chắc mọi người ít có ai nghĩ đến. Ngày xưa có một nhóm nhạc huyền thoại. Và đây là một trong bốn thành viên của nhóm nhạc đó. Đó là chị Lan Hương của Năm Dòng Kẻ. Chị Lan Hương là cái giọng cũng ma mị kiểu này. Nhưng mà mình nghĩ đến cái người này chắc là một ca sĩ trẻ. Em không nghĩ là ca sĩ trẻ lứa của em. Em nghĩ chắc là hơn lứa của em một lứa. Nếu mà hơn lứa của em thì anh có thể đúng. Dạ em là một con sứa gian dí. Dạ. Một con sứa niên thiếu. Con sứa gian dí. Trang trí hả? Gen Z. Sứa Gen Z. Tôi nghe một sứa gian díu. Em nghe thành một sứa gian díu. Em nghe thấy gian díu. Em nghe trang trí. Nghe con sứa bắt chí. Nghe con sứa bắt chí. Chí. Trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ thôi đặt câu hỏi đi nha. Trong cái clip VT là có chi tiết đó là hoa hậu biển. Không có hoa hậu nào ca được vậy đâu em ơi. Mà cũng chiều cao này thì cũng không thể là không hoa hậu được. Không thể là... nào. Hoa hậu mà ca được như vậy là người ta đi làm ca sĩ luôn rồi. Ta không làm hoa hậu nữa. Hoa hậu mà em thấy là ca mà có học thanh nhạc ra mà đứng thủ khoa là Thùy Lâm. Nhưng mà chị cũng cao lắm. Mà Thùy Lâm hát thì nhẹ nhẹ thôi chứ không có hát cái nhạc cá tính như vậy. Chất giọng là của chị Lan Hương. Nhưng cái tính đó. Cái tính lạ quá. Nhưng mà cái eo cũng là vậy luôn. Tại vì chị Lan Hương chị cũng keep fit giỏi lắm. Tướng tá ngon lành lắm. Cái thứ hai, không lẽ chị Lan Hương chị hát tiếng Anh giỏi vậy ha? Tại vì cái cách này là cách hát phát của cái... tiếng Anh rất là hay. Em thấy với cái eo này nha, và với một gọi là á hậu, hoa hậu gì đó mà có thể hát thì có một cái tên là Kiều Loan. Luna. Vậy thì em nghĩ rằng là cái eo này là eo đang hắt dáng. Chắc chắn là mặc một cái corset bó vô.
Con sếp mà lên cái kiểu đó là ná thở. Em mà mặc cái kiểu đó mà hát một thầu nó bung 8 cái em. Ná thở. Tại vì cái đoạn mà hát tiếng Anh á, kiểu gần đó là bị ảnh hưởng bởi Amy Winehouse. Có người nghe rất là nhiều jazz rồi cũng phải là một người mà hát phải rất thâm niên rồi. Em nghĩ là trên lối của em. Em hỏi thử, chị Sứa ơi, chị đã có em bé, chị có gia đình chưa ạ? Thôi đừng nói bằng chị, tốn thở quá. Chị nhiều tuổi hơn em đó. Ôi à. Chị là thần tượng của em. Em cũng thích nằm giống chị đó. Là Phương là thần tượng. Ủa sao thích nằm mà sao nhảy quằn quại quá chị? Dạ vậy em là con Sứa không có xương. Bây giờ gọi là Sứa đi nha. Sứa tại vì thứ nhất là cách trọng bài này, rồi cách hát giọng tiếng Anh như vậy nữa. Thì Tiên có cảm giác là Sứa là một người rất là hay hát ở những cái phòng trà nghe nhạc. Hả? Em có cảm giác là vậy. Bây giờ tôi lại nghĩ ra một cái tên nữa. Ai Sứa này là nói ra là thấy là người nam liền ngay lập tức luôn. Ngúng rồi. Ngúng quậy lắm, ngúng quậy. Mà tôi đang nói rồi, cái cách hát này phải là cách hát của người trẻ. Có một cái người nữa, tại vì cái giọng của người này mỏng hơn xíu mà không biết cái người này có hát được tới mức độ này không. Đó là Vũ Thảo My. Thảo My. Vũ Thảo My cũng hát cái kiểu mà. Em có một cái tên cũng có thể na ná. Một là Sophia, hai là Huỳnh Tú. Em nhìn body này và em lại nghĩ là đây là một chị ca sĩ lúa trên của em, thì em đang nghĩ đến chị Thảo Trang. Ấy cái gì vậy trời? Có coi mùi trước không? Kỳ đà, không thể là con Sứa được em. Thế thì chị Đoan Trang. Chị Đoan Trang da sô-cô-la và em da màu tím. Không, nhưng mà Vũ Thảo My nghe cũng hợp lý đấy. Tại vì em thấy bạn ấy cũng hơi có xước xước khàn khàn. Có thể nào là chị Phương Anh Idol? Phương Anh Idol, yes. Cũng là một... Chị đã gầy đi rất nhiều luôn á. Hay lại tiếp tục là Nhật Thủy không? Hay vậy dạ. Đúng rồi. Cứ như vậy thôi. Chị mình không biết là mình chưa lấy Nhật Thủy. Bây giờ hỏi nè, Sứa. Sứa đi show ở đây nhiều hay là nước ngoài nhiều? Sứa mới bay từ Đại Tây Dương về trên ship qua Nha Trang. Trên ship qua Nha Trang, quốc gia nào mà trên ship Nha Trang ta? Em đi có món bún Sứa Nha Trang đó. Bây giờ hỏi Sứa một câu chân thành nè, Sứa có mỏi không? Mỏi à, thiếu nước mà Sứa muốn nằm đóng chị Bích Phương. Tôi chắc Gen Z thật rồi. Gen Z giỡn giỡn. Sứa cũng là một sinh vật sống mọi người à. Lắc nãy giờ cũng nhẹ hơn xưa rồi. Là thấm mệt rồi đó. Không, chị nghi chị đoán ra Sứa nha. Thôi, chị đừng đoán nữa. Rồi, vậy đúng rồi. Sứa này là biết cái format dữ lắm, năn nỉ lắm luôn. Thượng sách là năn nỉ trước. Đúng. Được. Thái độ hơn trình độ của em. Nói chung là ghi nhận cái tinh thần mà biết người biết ta của em. Thì, để anh cho em lộ nè. Trời đất ơi. giữ lại. Mà bây giờ chúng tôi chốt lại là chúng tôi cần những cái tên sau phần đối đáp vừa rồi. Tóc tiên trước ạ. Hồi nãy em ghi nhiều lắm, lúc mà cái nư của bà này ra em ghi Miu Lê, Võ Hạ Trâm, nhưng mà khi hát xong em tự nhiên nghĩ tới chị Khánh Ngọc mà Vần Trăng Khóc nữa đó anh. Anh thì chỉ nghĩ tới chị Lan Hương thôi. Chị Lan Hương. Thêm một option nữa là Vũ Thảo My đó. Vũ Thảo My. Dạ. Bích Phương ạ, radar bạn như thế nào ạ? Nhật Thủy. Nhật Thủy. Vẫn là cô gái Nhật Thủy. Chỉ có cái đấy thôi em ạ. À vậy em. Thấy thương Nhật Thủy quá. Lỡ đâu trúng. Em ơi, anh cảm giác như Thủy như cái phao của em ấy. Em biết đây không phải là Nhật Thủy rồi. Nhưng mà lúc em ghi vào trong phong bì em cũng biết là cái ở trong phong bì của em cũng sai nốt rồi. Ai? Thảo Trang đây. Bao ghi Thảo Trang. Thế em buồn quá. Thôi đằng nào em cũng tịt rồi, em khoanh một đáp án. Vẫn lại là Nhật Thủy. Ý của Phương cũng có đúng nha. Tại vì cũng có những lúc hát làm liên tưởng tới chị Thảo Trang thiệt. Đúng. Cầu đốc cơ Nguyễn thì sao ạ? Bây giờ để hỏi Sứa Thủy Tinh một câu nữa. Sứa đã bao giờ gặp rocker ngoài đời chưa? Sao rocker hay gặp người này người kia, những gái không à? Mà khoan, hay bắt ta gặp mình ngoài đời. Giống như kiểu là xuất hiện mỗi lúc mọi nơi vậy đó. Lỡ em đem phá lấu ngồi kế thì sao? Dạ chưa, rocker đẹp trai quá. Anh rocker đẹp trai tức là nhỏ nha. Gen Z hồi đó là đã biết rocker chưa? Dạ có xem ở trên mạng. Em nghĩ ai mà em hỏi câu đó vậy đó cơ? Em hỏi cái câu là có gặp chưa, tại vì cái eo đó em biết có một sao ca sĩ. Sao em cứ nhìn vô cái eo người ta hoài vậy? Thì bây giờ người ta đẹp thì mình nhìn thôi. Thì dữ liệu về giọng hát thì đang... Bạn này giả giọng rất là tốt. Có đôi lúc nghĩ rằng đây là chị Thu Minh. Nhưng mà không phải, không thể nào. Không, sao chị Minh không thế phải chị Minh? Thế nên là với cái bờ eo đó, mạnh dạn đoán có thể là Liz Kim Cương. Wow.
Liz Kim Cương. Ủa, Liz Kim Cương giọng Bắc. Lỡ người ta giả bộ nói giọng Nam thì sao? Giọng này hơi có chút xíu miền Trung nha. Những cái tên đã được đưa ra rồi và ứng tượng đầu tiên chúng tôi đã chốt rồi. Bây giờ xin mời Sứa hãy về đại dương nghỉ trong chốc lát, chúng tôi sẽ cập nhật kết quả. Xin mời Bị Đỏ Đen ạ.